Một điều tưởng chừng như là vô lý nhưng đã giúp em Mai giảm hơn 10 cân chỉ trong vòng vài tháng. Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, ai cũng thích đẹp và yêu cái đẹp. Mọi người có công nhận về em Mai là dù nam hay là nữ, già hay trẻ thì chúng ta đều có quyền được đẹp đúng không? Và giảm cân hay là giảm mỡ thì nó cũng là một trong số đó. Nhưng mà rất tiếc, không phải ai cũng có đủ thời gian để tìm cho mình một cái phương thức phù hợp và vừa đạt được mục tiêu về cân nặng, về vẻ đẹp, ngoại hình và lại vừa có một sức khỏe tốt. Cái sự phù hợp mà em Mai muốn nói ở đây ấy, nó không phải là kết quả mà là nó có thể duy trì lâu dài và tạo thành thói quen. Một sức khỏe toàn diện nó phải bao gồm sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần. Nhiều người mong muốn giảm nhanh đã chọn cho mình những cái chế độ ăn nó khắc nghiệt với bản thân đến mức stress, luôn cảm thấy căng thẳng và lúc nào cũng trong cái trạng thái là thèm đủ thứ. Và dĩ nhiên khi mà chia sẻ với mọi người điều này thì em Mai là người mà đã từng thất bại rất nhiều lần, chỉ đơn giản là vì ép bản thân mình vào những cái chế độ như vậy. Nhưng mà trong khoảng 3 năm trở lại đây thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi em Mai áp dụng nhịn ăn gián đoạn với cách thức này. Trong video này thì em Mai sẽ chia sẻ cho bạn nghe về một điều tưởng chừng như là vô lý nhưng đã giúp em Mai giảm hơn 10 cân chỉ trong vòng vài tháng. Ngoài ra thì bạn hoàn toàn có thể tham gia vào cộng đồng Health for Happiness, nơi mà mình chia sẻ những kiến thức về phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Em Mai đang lập ra một cái thử thách là 30 ngày áp dụng nhịn ăn gián đoạn. Bạn chỉ cần ấn vào tham gia thử thách, bạn sẽ nhận ngay một cái cuốn tài liệu ebook miễn phí có tổng hợp toàn bộ hướng dẫn để chúng ta sẽ có 30 ngày tới đồng hành cùng với nhau và có được một kết quả thật tuyệt vời. Và chào mừng bạn đến với channel video chia sẻ về phương pháp nhịn ăn gián đoạn giúp giảm cân an toàn, khoa học và cải thiện sức khỏe hiệu quả cùng em Mai. Một chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt có thể gây ảnh hưởng xấu cho tinh thần của bạn, khiến bạn cảm thấy căng thẳng này, mệt mỏi và luôn trong tình trạng là cảm giác thiếu thốn. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng bạn cần phải thả lỏng bản thân của mình bằng cách thoát khỏi chế độ lành mạnh đang áp dụng và dành tặng mình những cái bữa ăn nó phá bỏ nguyên tắc. Những bữa ăn đó được gọi là cheat meal hay còn gọi là bữa giảm. Một bữa ăn thoải mái, thoát khỏi chế độ bạn đang áp dụng hàng ngày, cho phép bạn thưởng thức bất cứ món ăn yêu thích nào. Đặc biệt hơn là những bữa ăn xả là điều thực sự cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Một bữa ăn xả cheat meal theo đúng cách sẽ có thể giúp bạn giảm cân, giảm mỡ và đạt được mục tiêu về vóc dáng mơ ước của mình. Nhưng dĩ nhiên nếu như mà bạn thực hiện và áp dụng không đúng thì những bữa ăn xả sai cách nó sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn. Vậy cheat meal, những bữa ăn xả có tác dụng gì? Việc bạn ăn những cái món ăn mình thích trong một bữa ăn nhưng không lành mạnh được gọi là cheat meal. Một tác dụng phụ của việc giới hạn calo nói chung là nó ảnh hưởng tới các cái hormone trong cơ thể, trong đó khá quan trọng là ảnh hưởng tới leptin. Cheat meal giúp đẩy mạnh cái quá trình sản sinh leptin, một hormone khuyến khích sự chuyển hóa mỡ và đồng thời kiểm soát sự thèm ăn. Thông thường thì cái mức leptin trong cơ thể sẽ sụt giảm sau một tuần ăn kiêng. Tuy nhiên thì cái mức hormone này sẽ được hồi phục trở lại bình thường trong những cái bữa ăn mà chúng ta gọi là cheat meal hay còn gọi là bữa xả. Bởi thế mà cơ thể bạn sẽ lại một lần nữa sẵn sàng cho quá trình đốt mỡ, hạn chế sự thèm ăn trong những cái tuần mà chúng ta áp dụng chế độ tiếp theo. Các cái bữa ăn xả cũng sẽ giúp bạn làm giảm cái cảm giác thèm ăn. Những món ăn mà bạn ăn vào bữa xả là những món bạn thích sẽ làm giảm cái cảm giác mà bạn muốn ăn chúng vào những cái ngày trong tuần khi mà chúng ta đang áp dụng một cái chế độ lành mạnh và bạn đang tuân thủ theo một cái nguyên tắc nào đấy. Tại sao bạn nên có những bữa xả? Một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Trong những bữa ăn xả ấy, bạn có thể bỏ qua cái suy nghĩ quá nhiều về việc là ăn cái này có tốt cho việc giảm cân không, ăn cái này có béo không. Thay vào đó, bạn có thể ăn đồ ăn ngọt, ăn bất cứ món ăn gì yêu thích nào. Về mặt tâm lý ấy, thì những bữa ăn xả sẽ khiến cái chế độ ăn uống nó khả thi hơn rất là nhiều. Mỗi tuần, một bữa ăn giàu calo với những món yêu thích sẽ giúp một tinh thần thoải mái này để tiếp tục thực hiện cái chế độ ăn kiêng lành mạnh vào tuần tiếp theo. Ví dụ như là từ thứ 2 đến thứ 7, chúng ta sẽ là những cái bữa ăn uống lành mạnh mà chúng ta đang theo đuổi với cái mục tiêu của mình, tuân thủ nguyên tắc. Sau đó thì chúng ta sẽ dành ra một ngày cuối tuần là chủ nhật và thực hiện một bữa ăn xả. Điều đó sẽ giúp bạn đạt được kết quả thậm chí còn nhiều hơn là chúng ta ăn một cái chế độ ăn kiêng liên tục quá nghiêm khắc trong một thời gian dài.
Bên cạnh đó ấy, cũng có những cái ý nghĩa khoa học để giải thích là tại sao chúng ta cần một bữa ăn xả. Cheat meal, những bữa ăn xả sẽ giúp tăng khả năng sản sinh leptin, một protein được tạo ra bởi các mô mỡ, giúp điều chỉnh trọng lượng cơ thể và khối lượng chất béo bằng cách gây sự thèm ăn và sự cân bằng năng lượng của cơ thể. Ở chế độ ăn kiêng liên tục cuối cùng sẽ dẫn đến thâm hụt calo. Nó có thể giúp bạn giảm cân, giảm mỡ ở cái thời gian đầu, nhưng có thể gây ra vấn đề về mặt tinh thần, gây ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Một bữa ăn xả chứa nhiều calo ấy, có thể gọi là một cú lửa để bạn có thể duy trì được một chế độ lành mạnh, lâu dài và có hiệu quả. Thông thường thì bạn sẽ có thể mất khoảng vài tuần để thấy được cái sự thay đổi tỷ lệ cơ thể của mình nhờ chế độ ăn uống đó. Thế thì do đó là những cái bữa ăn xả hàng tuần ấy sẽ tạo ra cho bạn một cái tâm lý thoải mái hơn để có thể giúp duy trì động lực thực hiện và tạo nó thành một thói quen. Vậy thì khi nào bạn nên ăn bữa xả? Mỗi một tuần hãy dành cho mình một bữa xả giống như một phần thưởng vì mình đã ăn uống thật lành mạnh, khoa học, tuân thủ nguyên tắc trong một tuần. Bạn có thể áp dụng điều này cho những bữa xả để không mang tâm lý lo sợ mỗi khi thực hiện. Vì mình biết là có rất nhiều người mong muốn có một cái kết quả nhanh và chúng ta thường bỏ qua cái bước này. Thế nhưng mà nếu như bạn tuân thủ nguyên tắc này thì mình nghĩ là bạn sẽ giải quyết được cái tâm lý đó. Đấy là cơ thể vẫn cần 3 chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu, đấy là protein, carbohydrate và chất béo để tạo năng lượng và xây dựng cơ bắp. Hãy nghĩ về bữa ăn xả của bạn như một cái thời gian để chúng ta thưởng thức các món ăn mình ưa thích nhưng mà vẫn có đủ protein, carb và chất béo. Và hãy nhớ là cũng đừng bỏ qua chất xơ như là rau xanh nhé. Bạn có thể chuyển từ gà nướng sang gà rán cho một bữa ăn xả, hoặc là những cái món chứa nhiều tinh bột nhanh thay vì tinh bột chuyển hóa chậm như các bữa ăn hàng ngày. Bữa ăn trong tuần bạn có thể kiểm soát đồ ăn nạp vào bằng cái quy tắc bàn tay như mà em Mai đã hướng dẫn ở trong rất nhiều video trước. Còn bữa ăn xả, bạn có thể tạm gác lại cái quy tắc này, đúng không ạ? Đôi khi tăng cái lượng calo nạp vào cơ thể vào một bữa ăn trên tuần, bạn sẽ khuyến khích cơ thể mình đốt cháy calo nhanh hơn thay vì cho phép nó điều chỉnh hoàn toàn với việc mà chúng ta ăn uống kiểm soát năng lượng trong một thời gian dài. Và đây là cái cách mà em Mai đã áp dụng trong suốt hơn 2 năm qua, lập đi lập lại một cách đều đặn. Nó vừa giúp cho em Mai có được một kết quả tốt từ cái việc là mình tuân thủ theo một cái chế độ nguyên tắc của nhịn ăn gián đoạn, ăn uống theo quy tắc bàn tay mà không phải đau đầu trong cái việc là chúng ta đong đếm calo. Và mỗi tuần thì em Mai có dành cho mình một bữa ăn xả, ăn tất cả những cái thứ mình thích để mình có một cái tinh thần thoải mái, mình không bị thèm những cái thứ mà những cái món ăn trước đây mà mình ưa thích. Nó vẫn cho cơ thể mình có được một cái cảm giác thoải mái và để mình có động lực, mình có thể duy trì nó trong một thời gian dài. Và đấy cũng là cái cách mà em Mai nghĩ là giúp cho mình có thể có động lực và có được một cái kết quả tuyệt vời như bây giờ. Và nếu như mà bạn đang áp dụng bất kỳ một cái chế độ nào đấy, hoặc là bạn là đang là một trong những cái người mà đồng hành cùng với em Mai trong 30 ngày thử thách áp dụng nhịn ăn gián đoạn, thì bạn hãy nhớ là hãy dành cho mình một bữa xả. Đừng vì một cái mong muốn, cái mục tiêu có kết quả nhanh của mình mà mình bỏ qua cái điều quan trọng này. Và nếu như mà bạn thấy thích nội dung ở video này thì bạn nhớ comment ở phía bên dưới, có thể chia sẻ về bữa ăn yêu thích của bạn trong tuần, bữa xả đó bạn ăn những cái gì để em Mai và mọi người có thể cùng biết được không ạ? Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh em Mai nhé.